Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 14 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Khó khăn và đức tin, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Mát chương 5, từ câu 21 đến câu 34. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Mát chương 5, từ câu 21 đến câu 34, bản truyền thống hiệu đính. Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền vượt qua bờ bên kia. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài, lúc Ngài đang ở bên bờ biển. Bây giờ, một trong những viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến. Khi thấy Đức Chúa Giê-xu, ông liền phủ phục dưới chân Ngài. Nài xin rằng, con gái nhỏ của tôi sắp chết, xin Thầy đến và đặt tay trên cháu để cháu được chữa lành và sống. Đức Chúa Giê-xu đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó, có một phụ nữ bị trong huyết đã 12 năm. Lâu nay, bà đã khốn khổ, trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu nên lẫn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được áo Ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức, máu cầm lại, bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Giê-xu liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi, ai đã chạm vào áo ta? Các môn đồ thưa, Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Giê-xu phán, hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Câu gốc hôm nay được chép trong Mát chương 5, câu 34. Hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con. Trong buổi học Kinh Thánh sáng thứ Bảy, một người cha bối rối vì cô con gái ương ngạnh của mình đã trở lại thành phố, và ông thấy không thoải mái khi con gái ở nhà vì cách cư xử của con gái. Một thành viên khác không được khỏe vì căn bệnh kinh niên và tuổi già đang ảnh hưởng nhiều đến thể chất của bà. Dù đã đi khám bệnh nhiều lần, nhưng bà thấy chẳng cải thiện bao nhiêu. Bà rất chán nản. Theo ý muốn tốt lành của Chúa, ngày hôm đó họ học phần Kinh Thánh trong Mát chương 5. Và sau buổi học, hy vọng và niềm vui đã thế chỗ cho nỗi buồn. Trong Mát chương 5 câu 23, Giai-ru, cha của cô con gái bệnh tật, đã kêu lên, con gái nhỏ của tôi sắp chết. Trên đường đến nhà ông Giai-ru, Chúa Giê-xu đã chữa lành căn bệnh lâu năm của một người phụ nữ vô danh. Ngài phán, hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con. Bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, Giai-ru và người phụ nữ đã tìm đến Ngài và họ đã không thất vọng. Nhưng trong cả hai trường hợp, trước khi họ gặp Chúa Giê-xu, mọi việc đã diễn ra ngày càng tồi tệ trước khi trở nên tốt hơn. Những khó khăn trong cuộc sống sẽ xảy đến với mọi người, không chừa một ai. Bất kể giới tính hay tuổi tác, dân tộc hay tầng lớp, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những tình huống khiến mình bối rối, chật vật tìm kiếm câu trả lời. Thay vì để cho những thử thách ngăn chúng ta với Chúa Giê-xu, hãy biến thử thách thành động lực để khiến chúng ta tin cậy hơn vào đấng thấu hiểu mọi nỗi đau của người chạm vào Ngài, và đấng có năng quyền khiến chúng ta được lành bệnh. Tình huống nào trong hiện tại thôi thúc bạn tìm kiếm Chúa Giê-xu? Hôm nay, bạn muốn thưa với Chúa lời cầu nguyện chân thành nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết mọi hoàn cảnh đau đớn trong cuộc đời con. Xin giúp con mạnh mẽ trong đức tin, ngay cả khi mọi việc dường như ngày càng tồi tệ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.